các anh chị báo chí và các nhà tài trợ cũng như là hai nhà bạn nguyên phủ và miền Nam. Xin phép trên đàn trường được nữa là chào trân trọng và thân yêu nhất tới tất cả quý vị và các bạn. Phải nói là đến hẹn lại lên thì năm nào đàn trường cũng rất là vui khi mà có dịp được gặp gỡ lại các anh chị báo chí, và đàn trường hy vọng là năm nào cũng được gặp hết trơn á, tại vì đó cũng là niềm dự, cũng như là đàn trường cũng xin cảm ơn có thể là các anh chị đã đóng góp một phần không nhỏ trong cái việc live show kỷ niệm 15 năm K2 của đàn trường năm qua cũng rất là thành công. Năm nay thì đàn trường chỉ tổ chức đêm nhạc. Ngày hôm nay thì đàn trường cũng muốn nói sơ qua hai khu âm mục mới của đàn trường. Thứ nhất là đàn trường vừa phát hành khu âm mục 12 quê. Đàn trường cũng sẽ nói thêm là lần đầu tiên được anh Nhân, kỹ sư của trung tâm Thúy Nga mix cho đàn trường cái album này. Anh đã làm những bài hát nghe rất là lạ. Và cũng như là đàn trường muốn nói thêm 12 quê là một ca khúc của nhạc sĩ trẻ Sơn Hà đã góp phần đưa cho đàn trường một cái bài hát rất là thành công trong năm qua, đó là bài Anh Ba Khía. Và cái bài hát 12 quê này đặc biệt của nó là đàn trường phải hát song song giọng trong một bài hát mà hát cái giọng hai miền, miền Nam và miền Bắc đang xen lẫn nhau, rất là lạ. Nói về một người giống như là một miền Bắc hoặc miền Nam gì đó, phải một người miền Bắc và miền Nam lập nghiệp, hoặc là người miền Nam và miền Bắc lập nghiệp, nên là nỗi nhớ nhà lúc nào cũng da diết và mong trở về quê hương của mình. Và đặc biệt anh Trường cũng vừa công tác với Phúc Bộ với những bài hát nhạc dance và một phối khí rất hiện đại. Cái điểm đặc biệt của album Ngày Và Đêm lần này là đàn trường muốn nhấn mạnh vào cái bìa, cũng như là đàn trường muốn phá cách chút xíu cho nó ấn tượng, giống như là ấn tượng đàn trường không có thuộc về cái kiểu giống như là cơ bắp mạnh mẽ mà kiểu như bụi bặm được. Đàn trường muốn tận dụng một cái khía cạnh khác, dễ thương, thư sinh, hoặc là kiểu như là kem hay là kiểu hoàng tử. Và nhân dịp này thì đàn trường cũng muốn phát cách cái hình tượng đó và thực hiện video clip luôn Ngày Và Đêm trong năm nay, tại vì đàn trường muốn tập hợp vào clip cũng nhiều nhưng mà không được có đủ thời gian, để đàn trường song song vào từ đây tới ngày 12 tây ra mắt cái live show thì đàn trường phải thực hiện cái video clip Ngày Và Đêm và video clip Ngốc Ơi cũng hay lắm. Và đặc biệt đàn trường cũng xin cảm ơn anh Phước Sang cũng sẽ tài trợ cái video clip và yêu anh em dám không được nằm trong phim này luôn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào bạn có những câu hỏi đặc biệt gửi cho đàn trường bài tướng, xin cảm ơn. Để mà chụp cái này thì nếu sau này mà đàn trường xin hỏi ý kiến là nếu mà có đưa được những cái thành này ra để cho mọi người chiêm ngưỡng hay không, hay là với phong cách đàn trường là phải có ướp che che như vậy thì nó xứng hơn. Tại vì khi mà chụp cái lô hình này á thì cũng với một cái hình tượng mới là đàn trường hơi bị sexy chút xíu. Đàn trường phải dành mấy tháng trời tập làm sao để được sáu múi, tập làm sao mà để nhìn cái đó khác lạ. Và song song với những hình ảnh này, đàn trường phải thực hiện video clip luôn, và cũng đắn đo lắm, đang tính là làm phải hai version, một cái là một cái là kính và một cái là hở, để xem ý kiến của mọi người thế nào. Sexy đấy. Quý vị khán giả và các bạn của kênh Hi Vitin, cảm ơn quý vị các bạn vào những ngày cuối năm đã cho đàn trường có dịp giới thiệu về hai cái album mới của đàn trường, hai cuốn album mới của đàn trường. Thứ nhất là album Người Hai Quê, và album thứ hai nhạc trẻ là album Ngày Và Đêm. Cái cuốn album Người Hai Quê này của đàn trường là album nhạc dân ca gồm 10 ca khúc và tổng hợp những bài hát nhạc dân ca với những bài hát nhạc xưa. Và đàn trường có khoảng 3 ca khúc đinh của chương trình của cái album này. Thứ nhất là bài hát Người Hai Quê, thứ hai là bài
Ngốc ơi của nhạc sĩ Sơn Hạ mà đã giúp Đan Trường thành công qua bài hát Anh Ba Kía và bài hát Thói Đời, một cái khúc nhạc xưa được hòa phối khí rất là hay, cũng như là mix của Trung Tâm Thi Nga đã đẩy cái khúc này lên rất là nhiều. Đan Trường xin nói thêm về cái bài hát Hai Quê này, cũng là của nhạc sĩ Sơn Hạ. Nó nói về một người xa xứ, các bạn có thể thí dụ giống như là người miền Bắc ra miền Nam hoặc là người miền Nam ra miền Bắc, và phải sống hai quê như vậy. Thí dụ mình ở miền Bắc và miền Nam thì các bạn vừa làm việc và lúc nào cũng có một cái trăn trở và nỗi nhớ nhà xa quê hương. Và đặc biệt cái khúc này Đan Trường phải hát bằng hai giọng song song với nhau, đó là đang hát giọng Bắc thì chuyển sang giọng Nam và đang hát giọng Nam chuyển sang giọng Bắc. Đó là điểm đặc biệt của cái khúc Người Hai Quê này. Và Đan Trường, đây là một ca khúc, đây là một cái album gồm 13 bài hát. Lần đầu tiên mà Đan Trường lại làm một cái album mà nhiều ca khúc tới như vậy, đó là tới 13 ca khúc. Và Đan Trường có những điểm nhấn ca khúc sau đây, giống như là Ngày Và Đêm của nhạc sĩ Nhất Trung. Và ca khúc nội dung cũng nói về tình yêu, nhưng mà lại ví giống như là ngày và đêm, một người ban ngày và một người ban đêm mãi mãi không thể nào gặp nhau được, mặc dầu họ yêu nhau rất là say đắm. Và Đan Trường ví giống như là mấy năm họ mới gặp mặt một lần, tại vì ban ngày ban đêm không thể nào gặp nhau, chỉ có khi nào ngày nhật thực và nhật thực thì hai vị thần đó mới có dịp gặp nhau. Và thứ hai nữa là Đan Trường sẽ hát một cái khúc nhạc truyền thống mà lần đầu tiên nhạc sĩ Lương Bằng Quang chuyên sáng tác những cái khúc nhạc đen, nhạc trẻ mà lại sáng tác thêm một cái khúc nhạc truyền thống cũng rất là hay và cũng rất là lạ nữa. Và trong album này, ngoài những gương mặt hoàn phối khí quen như là Tuấn Mario, rồi Most, rồi Minh Khang, rồi đặc biệt Đan Trường lại có dịp lần đầu tiên cộng tác với Phúc Bồ, một cái nhà hoàn phối khí truyền trị những ca khúc nhạc đen, những cái sound rất là hiện đại. Hy vọng sẽ cho quý vị khán giả các bạn những bài hát thật hay trong cuốn album nhạc trẻ Ngày Và Đêm này. Và song song Đan Trường cũng muốn nói thêm, vào ngày 12 tháng 1 này, Đan Trường sẽ tổ chức luôn cái đêm nhạc Ngày Và Đêm của Đan Trường tại sân khấu 126. Đan Trường xin nói thêm là Đan Trường sẽ cố gắng làm sao thực hiện được hai video clip trước ngày live show của Đan Trường, đó là video clip Ngốc ơi của nhạc sĩ Sơn Hạ và clip Ngày Và Đêm của nhạc sĩ Nhất Trung. Điểm lạ của cái clip này cũng như là bì album Ngày Và Đêm này của Đan Trường là lần đầu tiên Đan Trường hóa thân vào một cái hình tượng mới, giống như là game, một cái hình tượng giống như là một vị thần ban ngày và một vị thần ban đêm, hơi mạnh mẽ, hơi huyền bí và cũng hơi sexy chút xíu. Hy vọng các bạn sẽ đóng góp ý kiến như đón nhận hình mạnh mới của Đan Trường chỉ qua video clip và album, không có chuyển hẳn, không, Đan Trường không thay đổi hẳn phong cách đó. Hy vọng là các anh chị các bạn sẽ thích những cái sản phẩm âm nhạc vào những ngày cuối năm của Đan Trường. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Chào các bạn độc giả của kênh thông tin 2VTeam. Đây là lần đầu tiên mà Huyền Đi có cơ hội để được làm MC trên sân khấu của tại quê hương của mình. Nó một cái cảm giác rất là hồi hộp so với những gì mà Ni đã làm trước đây. Trước đây khi mà sống và làm việc ở Hoa Kỳ, làm những cái show ở hải ngoại thì nó đơn giản hơn. Tự đôi khi từ ngữ mình suy nghĩ không kịp, mình có thể nói một vài chữ tiếng Anh thì khán giả cũng hiểu, cũng bỏ qua. Nhưng đây là lần đầu tiên làm việc ở quê hương thì Ni chưa có biết được. Mình cũng đang từ từ tìm hiểu khán giả và cũng để cơ hội để khán giả biết mình là ai, cho nên cái sự đầu tư về thời gian nó rất là nhiều. Và Ni hy vọng là với những cái research mà Ni sẽ làm trong thời gian sắp tới, khi Ni ở đây nói chuyện nhiều hơn và tập tành nghiên cứu nhiều hơn, thì hy vọng sẽ có đủ kiến thức để mà dẫn dắt cái chương trình sắp tới của ca sĩ Đan Trường.
kỳ đó thì công việc văn nghệ thì thường thường chỉ làm cuối tuần thôi. Cuối tuần thì các anh chị em nghệ sĩ bay qua các tiểu bang hay là đi qua những cái ở nước lân cận để mà trình diễn. Còn trong tuần thì hầu hết ai cũng có công việc riêng, và công việc riêng của Nini là dược sĩ, Doctor of Pharmacy, là một ngành mà Nini cũng rất là yêu mến. Tự vì mình đi làm, gặp bệnh nhân, nói chuyện và chăm sóc bệnh nhân của mình. Còn cuối tuần thì mình đi hát, mình đi làm MC, được sống văn nghệ, được bay bổng với những cái giấc mơ của mình. Cho nên là Ni rất là thích những cái công việc mà Ni đang làm. Vâng, xin chào chị và chúc chị có được một thư giãn vui vẻ và lại sôi tới tình cảm hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi, và Ni xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều sức khỏe. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you.